Cho đại chúng là ở trong sách Nho có câu là con người của chúng ta sanh ra vốn đã có lòng thiện, phải không? Thì đạo Phật ấy, thì xác định tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Phật tánh là gì? Tức là cái tánh bản chất sáng suốt, giác ngộ, thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì chúng ta có, nhưng mà bởi vì chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh mà nó dễ chi phối, cho nên làm cho chúng ta quên đi chúng ta có cái. Cũng giống như trong kinh Pháp Hoa nói là có một anh chàng uống rượu say, và trước khi rời nhà thì người bạn có lấy một cái viên ngọc để trong cái vạt áo của anh khâu lại, hy vọng khi anh tỉnh dậy thì anh có thể lấy cái viên ngọc đó đem đi bán để kiếm tiền sống. Thì không ngờ cái anh này tỉnh dậy cũng không biết là trong cái vạt áo mình có cái hạt châu đó, và cứ đi vòng vòng làm cái người rách rưới lang thang xin ăn. Thì một ngày nọ gặp lại người bạn cũ, người bạn thấy anh rách rưới, lật cái áo lên thì cái hộp sòn còn nguyên ở trong cái vạt áo. Thì mới này anh, tại sao mà anh có cái đó mà anh không có sử dụng? À, thì đó người bạn mới mở ra thì mới biết là trong cái áo mình có hộp sòn đem đi bán, và từ đó về sau không còn nghèo đói nữa. Thì Đức Phật mới nói là mỗi chúng ta cũng có một cái hạt ngọc sáng suốt đó, cái lòng thiện đó mà Nho gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người gốc là đầu tiên là vốn đã có lòng tốt rồi. Thì Phật, Đức Phật thì xác định là chúng ta có tánh Phật, có cái sự giác ngộ sẵn. Nhưng mà tại sao chúng ta không sống với cái đó mà chúng ta sống với gì? Hàng ngày quý vị kiểm về hàng ngày mình sống với gì? Sống với giận dữ, sống với ganh tị, ghét bỏ, hờn tức, nói xấu. Mình sống với những cái vỏ bên ngoài, mình cứ nhận những cái tạp nhạp, mình biết nó là rác nhưng mà tiếc thường. Bây giờ quý vị để ý là có phải hàng ngày là đi vòng vòng một cái lượng rác cất nhà, chai nước tương cũng cất, hũ chao cũng cất, cái gì cũng cất hết mà đôi khi không có sử dụng. Có nhiều cái nhà là nguyên một gara đồ cũ mà hầu như không bao giờ sử dụng, nhưng mà đem ra mà bỏ thì cứ tiếc, mà để thì không xài, y chang như vậy. Có ai biết cái đó là khi mình nhìn cái đó biết cái đó giận này, biết cái đó tham này, biết cái đó si này, biết hết á, nhưng mà đâu có bỏ gì hết trơn. Vì vậy mà ngày xưa có một vị mới hỏi là bạch tổ, con chó có Phật tánh không? Ngài mới nói có. Nó nếu có Phật tánh tại sao nó không chui vô trong cái chỗ nào mà sạch sẽ, nó chui vô cái bộ lông sần sù chi cho nó sống? Thì tổ mới nói sao? Biết mà cố phạm. Vì biết mà cố phạm, tức là chúng ta là người biết cái đó lỗi nhưng mà chúng ta vẫn làm. Ví dụ như trường hợp cái người ăn trộm, họ có biết là ăn trộm là dở không? Biết không? Nếu họ biết tại sao họ lựa giờ nào người ta vắng người là mới đi. Nếu họ biết tại sao họ lén lút họ vô bằng cửa không, cửa sổ. Nếu họ biết cái đó sai tại sao họ là họ canh, họ phải canh lúc nào mà không có người bắt họ, hoặc là những cái máy quay phim về họ thì họ mới làm. Nếu họ biết cái đó là xấu đó, họ vẫn làm. Bây giờ mình nghiệm coi phải chúng ta cái kiểu đại khái vậy. Chúng ta biết giận là khổ mà cứ giận, chúng ta biết là cái đó không nên mà chúng ta vẫn cứ hàng ngày mình sống. Mình cũng tha thiết nguyện Phật đó, nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố, nguyện cho con cái gì, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, trời ơi trí tuệ khai tâm. Mình đọc nhiều câu nghe rất là hay, nghe rất là Phật pháp, nhưng mà chúng ta không ứng dụng. Chúng ta chỉ mới có nguyện mà chúng ta không có làm. Nó đạo Phật là khác với những cái cách, những cái đức tin khác. Người ta cầu Phật, cầu thánh thần ban, nhưng mà Phật giáo là khác. Cầu nghĩa là muốn, ước muốn, mong cầu.
nhưng mà theo câu chế là nguyện là hứa lại. Ví dụ như đấy, con cầu nguyện cho gia đình con hạnh phúc, nhưng mà mình phải học Phật pháp để Phật dạy mình giúp cho gia đình mình hạnh phúc bằng cách nào, giúp cho gia đình hạnh phúc bằng cách nào. Cho nên cái khó của chúng ta là không thắng được mình. Đa số chúng ta muốn thắng người khác hơn người khác. Ví dụ thôi, người ta bán chè 2 viên một đồng, thế mình muốn cho người ta ăn chè của mình, mua chè của mình, mình bán 3 viên đồng, thế là mình cũng phải muốn hơn chút. Thế là mình muốn người ta làm cái đó, nhưng mà khi mình muốn làm hơn chút, để trong cái việc làm thiện của chúng ta nó cũng len lỏi một chút hơn thua, nó cũng len lỏi một chút muốn thắng ở trong đó. Cho nên Phật dạy chúng ta phải thắng được mình mới là cái chiến công oanh liệt. Giờ mình lấy cái gì để mình có thể thắng được sự giận dữ của mình? Lấy cái lòng, lấy cái sự bình an để thắng giận dữ. Ví dụ ha, 5 phút trước gia đình mình yên ổn, hai vợ chồng nói chuyện đàng hoàng, tự nhiên sau giờ 5 phút sau bắt đầu nó sắp sửa nó nổ khí xung quanh lên, thì mình hãy quán lại, hãy trở lại lấy cái bình an của 5 phút trước á làm cái mẫu mực để thắng cái cơn giận dữ trong lúc này. Không được, 5 phút trước mình còn ok lắm mà đem cái chuyện này ra bàn, giờ bắt đầu chiến tranh rồi này. Hãy lấy cái bình an đó mà thắng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ khác. Ví dụ như hôm nào mình làm việc gì đó, thôi bây giờ mình nói gần một chút đi, mình đi làm Phật sự. Mình làm Phật sự, cái bây giờ mình bực bội, mình buồn phiền nhiều quá, thì mình phải nhớ rằng cái ngày đầu tiên mình đến chùa, mình có đến bằng cái tâm niệm không? Không có. Mình đến bằng cái tâm niệm thiệt là thiệt, thiệt là an lành. Thì hãy lấy cái tâm niệm đó, nếu mình tới thì cũng tới bằng tâm niệm đó, mà lỡ mình không đủ duyên mình đi cũng đi bằng cái tâm niệm. Thật sự ra mình giận, mình khổ chứ không phải khổ. Mình giận tức là cái khổ của cái nghiệp mình hay giận, mà mình biết cái đó không tốt. Mà mình tu á là để mình thật sự ra, người ta hay nói tu để hết giận hết buồn gì đó. Mình không có hết, cái quan trọng là mình biết nó còn. Ví dụ như hôm nào quý vị muốn nấu ăn, biết trong nhà còn đường, còn muối, còn bột cỏ, yên tâm. Hoặc là sắp sửa khách trên đường về nhà mà mình biết là ở nhà mình còn thức ăn, yên tâm không? Yên tâm. Cho nên mình hôm nào mình biết mình còn sân si cũng được, tốt rồi, tu mà biết. Từ khi còn mình mà vỗ ngực có tu gì hết, hết sân thì ai chửi cái đó vậy không? Chắc không. Cho nên Phật mới nói nếu mình chưa chứng thắng cũng chớ tin tâm mình. Tại vì sao? Cái tâm của mình là cái tâm gì? Nó luôn luôn nó phan duyên, gặp cái duyên gì phan. Cái chữ phan này không phải là luyện, chữ phan này là phóng thôi, phải không? Luôn luôn mình gặp cái gì mình phóng thôi. Thí dụ như đây, thôi bây giờ tôi ra đường, tôi lái xe tôi đi chùa nha. Trên đường đi chùa cái mình thấy có cái quán kem nó mới mở mà mình thích ăn kem nữa, cái mình tấp vô mình ăn kem. Ăn kem bước vô cái gặp người bạn, cái mình quên là cái mục đích là vô ăn ly kem rồi đi. Gặp người bạn cái kéo nhau rồi, tức là phải đụng duyên này phan theo duyên đó, đụng duyên khác phan. Cái lá cái trễ giờ đi chùa, cái mình ngó đồng hồ là ôm rồi trễ rồi, thôi lỡ rồi, thôi bữa nay gặp bạn vui lắm rồi nói chuyện luôn. Có thỉnh thoảng mình bị cái đó không? Đó, mình là luôn luôn có một cái mình, cho nên cái tâm của mình đó, nó không có vững. Cái tâm của mình là luôn luôn nó đối cảnh rồi để cảnh lâu. Vì vậy cho nên Phật dạy mình tu tâm. Thế thì người ta cứ dỗ ngực, ta nói tu là tu tâm, ta nói vậy nè, ta nói ta có tu chưa? Người ta chỉ nói để ta không muốn làm chuyện đó. Nhưng mà thà là người ta thay gì ta nói không, tôi không thích, nhưng nói vậy là bào chữa cho cái không thích của người ta. Tôi không có đi chùa với mấy người đâu, tôi không tụng kinh niệm Phật với mấy người đâu, tôi không có giả bộ hình tướng, tôi tu tập.
Nhưng mà mình biết tâm mình làm sao để mình cứu. Bởi vì cái tâm mình là cái tâm phan nghiêng, cái tâm chạy nhảy, tâm phóng túng, gặp đâu vui đâu sau đó. Cái tâm của mình là vui đâu sau đó. Mà thậm chí chỗ nào động da động khớp là có mình. Bây giờ có một ví dụ, bây giờ đại chúng để coi coi đại chúng có phan nghiêng không. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nhìn có ngồi, mà chỉ cần ở phía sau ai mà làm một cái gì râm là mình phải say, mình ngó cái chuyện gì vậy. Dù mình đang ngồi thiệt, đang trong giờ ngồi thiệt luôn, nhắm mắt ngồi ngon lành lắm, mà chỉ cần ai mở cửa làm cái râm cái mình cũng hiến ra, mình coi cái ai vậy mình ngồi tiếp đó, rõ ràng. Nhưng những cái giây phút đó không tội, không hề tội lỗi gì hết. Nếu mình có phải mở mắt mình ngó tay cát cũng không tội. Nhưng nếu là người tu thì mình sẽ giật mình liền ngay lúc đó. Trời ơi, tâm mình còn phan duyên. Chỉ phan duyên là mình không, mà lại cứ nghĩ coi cả ngày. Mình định gọi cho bạn mình chỉ hỏi thăm một việc thôi. Mấy giờ đi chùa, mấy giờ đi đâu đó, mà bạn mình chỉ cần nói sẵn ra chị gọi tôi hỏi thăm luôn, chị có hay chuyện gì không. Mình đang đứng chuẩn bị ra cửa rồi đó, cái bắt đầu để chùa khóa xe xuống, tháo áo lạnh ra rồi, cái gì vậy chị? Mà cái chuyện đó mà nó hấp dẫn chút nữa là sao, quên giờ luôn, thậm chí đề máy xe mà quên đó. Như vậy thưa đại chúng, nếu mà là người tu, lỡ chúng ta khỏi cái tâm, cho nên khi mà mình ngồi tụng kinh lỡ nghĩ bậy nghĩ sai có tội không? Không hề tội lỗi. Phật đâu có rảnh đâu mà ngồi trách tội mình cái chuyện đó. Mà đồng thời chính Phật biết mình hay như vậy, cho nên mới tập kinh thế. Đọc để làm chi? Để cái tâm mình nó bớt phan duyên. Thay vì bây giờ nó phan ra bên ngoài, nó phan theo cái duyên bên ngoài, thì bây giờ nó phan ra đâu? Phan cái duyên trong kinh. Mà tâm mà phan duyên ở trong thật sự đó là bao nhiêu mà tâm xấu. Nhưng mà nếu như mà mình duyên vào trong lời kinh tiếng kệ thì nó cũng giúp cho mình an định được một giây phút. Mình á, chăn cái tâm mình giống như là cái anh chàng chăn trâu, mà phải coi chừng con trâu. Thể mà con trâu nó đang ăn cỏ vậy nè, rồi nó ngó nó thấy bên kia câu bộ hấp dẫn hơn, cái nó muốn phóng ra kia, cái mình kéo con trâu lại cả ngày. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Dịch con trâu chúng ta là con trâu này là cái gì? Con trâu tâm phan duyên. Con trâu nó phan duyên lắm đó. Bây giờ đại chúng ngồi coi nghiệm rồi, có phải niệm Phật cũng thường hay nghĩ lung tung không? Có phải đang tụng kinh còn nghĩ lung tung không? Có phải đang nghe pháp mà cũng nghĩ lung tung không? Còn hết. Thế thì tại sao chúng ta dám nói là chúng ta tập thuần hay là tu tâm được đó? Nếu tu tâm là những lúc tâm nó khởi như vậy là tu tâm. Khi tâm nó khởi giận lên biết liền, phải tập giận nha. Thì phải lấy cái gì? Lấy cái sự bình an thắng nóng giận. Bình an là bình an cái gì? Yên ổn này. Mình đang yên ổn mà tại sao giờ vậy? Cho nên đôi khi á, mình phải đem những cái hình ảnh an ổn đó của mình để mình có thể thắng được cái sự mà giận dữ của mình. Rồi bây giờ á, ngoài cái giận, khi mà con người mình giận lên á, mà mình thiếu tu thì cái gì nó sao? Hung dữ, hung hăng và dữ tợn. Chữ hung dữ là đó. Mình biểu lộ cái nóng giận, và trong cái nóng giận đó nếu mà thiếu tu là nó dữ lắm. Ví dụ có nhiều người ta giận nhưng mà giận tu, cái là ta chỉ nổi cái giận nhưng mà ta không có nói cái lời độc ác. Và cái người mà chưa có thuần phục cái chuyện tu là ta nói lời độc ác. Bây giờ lấy cái gì? Lấy cái lòng tốt để thắng cái hung. Tại sao lúc bình thường mình nói tốt chứ? Tội nghiệp ghê. Ví dụ như giờ thấy ta đang cháy rừng tản di cư tại, tội quá, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mọi người được bình an, ví dụ vậy. Đó là từ lòng tốt của mình có, phải không? Như vậy Phật xác định là mình có lòng tốt đó. Thì nếu mình không có, tại sao mình thấy cảnh khổ của người ta mà mình lại biết khởi niệm cầu nguyện an lành cho người ta?
rõ ràng là mình có lòng tốt. Nhưng mà tại sao khi mà mình dẫn một cái lên thì cái lòng tốt đó đi đâu chơi hết trơn, lúc đó mình chỉ còn cái sự tức tối, giận dữ và thậm chí chửi rủa nữa, mắng xả người. Cho nên quý vị biết mình quy y Phật, quy pháp, quy tăng rồi đỡ lắm. Hồi đó mình chưa quy y là mình sẵn sàng bao nhiêu từ ngữ thế gian chửi bới phun dữ mình nói hết, bây giờ không dám đó, mình nói mình sợ tội lỗi cái miệng, không dám. Ví dụ như bây giờ không lẽ mặc cáo càng mà đi chửi thề coi sao được, đúng không? Cho quý vị thấy không, có ai mà vô trong chùa mà người ta giận gì giận ở trong chùa, người ta không bao giờ nói một cái lời chửi thề đó. Như vậy thì cái cảnh chùa, cái môi trường trong chùa nó cũng trợ duyên cho người ta một phần. Rồi mình lấy gì nữa? Rồi ngoài cái giận dữ hung dữ của mình có cái tâm gì nữa? Tham lam keo kiết có không? Hồi nãy là tâm này là tâm tham nè, tâm sân, sân là mình giận dữ, mình hỏi gì không biết nhưng mà cuối cùng họ tiếc không? Quý vị thấy không, tiếc cũng trao, tiếc cái dĩa, tiếc cái trong nhà mình, trời ơi tới hồi mình đi đổ rác quá trời rác mà không có cái nào sai được, tiếc lắm. Cái gì nhiều khi á mình giận cái người đó, người ta khuyên mình cũng bỏ rồi đó, nhưng mà bỏ mà không hết, cái đó mới có, cái đó mới có forgive mà chưa có forget. Thế mình mới có forgive mà chưa có forget, mình phải làm sao forgive và forget luôn. Phật gọi là hỷ xả. Nhưng mà thưa đại chúng, chữ xả trong nhà Phật nghĩa là gì? Cái nghĩa sâu của chữ xả, thường thường mình nghĩ khi nào mình chứa một cục nè, dục nó ra mới kêu xả, phải không? Cái đó là đợi nó thành chuyện rồi mới xả. Khi chuyện nó vừa tới, nói giận bực bội gì rồi là không dính mắt nó. Nói tóm nghĩa của chữ xả này, đừng cố chấp gì hết thì gọi là xả. Ví dụ như có quà là thầy, nói ví dụ đi, ai cũng gọi bằng thầy, tự nhiên có con em nó vô kêu anh, kêu chú. Mà nếu mình chấp vô cái danh của mình là thầy thì liền lập tức mình khổ. Rồi cái ta làm ta xin lỗi nó thôi, kệ nó, thầy nít cũng biết gì, thầy chấp nó làm chi. Cũng xả cho nó đó. Cái đó là xả, là chuyện rồi mới xả luôn. Nhưng mà nếu cái người mình ta tu giỏi chút á, ngay cái chỗ đó ta nhận ra thì hồi thầy cũng tiếng, anh cũng tiếng, mà nó kêu kêu thằng là mừng rồi. Khỏi dính vậy. Rồi ngay cái chỗ xả, cái chữ xả mà nghĩa sâu của chữ xả là đừng có dính đó. Quý vị nghiệm lại từ cái danh vị cho đến bất cứ cái gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, toàn là danh từ tạm không, không có gì thiệt. Ví dụ như ông Obama, hiện tại bây giờ ông đương là tổng thống, chừng nào hết hạn? Tại như cuối năm nay đâu rồi, cuối năm nay mà người ta có bầu người khác lên thì ổng còn là tổng thống nữa không? 3 tháng rồi. Như vậy thì cái danh tổng thống đó có bao lâu? 8 năm thôi. Rồi mai mốt á, người ta gặp ổng ta cũng kêu là tổng thống, nhưng mà không phải là tổng thống đâu mà phải thêm chữ nữa, cựu tổng thống, cũng là từ nữa, thấy chưa? Rồi hễ mà ổng còn là tổng thống cái gì? Đương kim tổng thống. Mà hễ mà ổng xuống rồi kêu là gì? Cựu tổng thống. Mà hễ mà chết rồi kêu cố tổng thống. Thấy chưa? Tất cả đều là danh từ, mình đặt vô. Rồi cái ông thầy đó, ổng chết ngắt rồi, thay vì kêu chết, không, chết là từ ngoài đời. Đối với mấy thầy mình phải kêu là viên tịch. Như giờ ông thầy này ông viên tịch mà muốn xác định, ông mới chết, tân viên tịch. Thật ra chữ tân là không đúng, viên tịch là viên tịch, không có tân viên tịch. Nhưng mà tại vì bây giờ người ta muốn thêm chữ vô để nó diễn đạt được cái trạng thái của người này là mới chết. Nhưng mà quý vị có thấy ai đăng báo không? Dạ tôi xin long trọng tuyên bố ông nội tôi mới chết.
Tôi xin thông báo cho bà con cô bác biết là ông nội tôi vừa mới qua đời, rồi qua đời quá vãng, từ trần, tất cả từ ngữ cũng chỉ để nhằm diễn đạt cái gì? Cái chết. Nhưng mà con người đặt ra ở dạng nào, ở trình độ nào, giai cấp nào để dùng từ này và chữ nào cũng đồng lặng chữ đây nè. Ví dụ bây giờ đây là một cái bài thơ nha, mà cái bài thơ này á, mình là kẻ dưới á, mà đưa cho cái ông quan để mà xin xỏ gì đó, cái kêu tiền hối lộ. Nhưng mà hãy mà đưa cho ông thầy nghe và cúng dường đấy, cũng đưa một cái bài thơ thôi, nhưng mà đưa vào cái tâm trạng gì và ở cái hoàn cảnh, cái tâm tức, tâm mình sao, cái tâm mình ở cái trạng gì thì mình đặt cái tên là mình đưa này để xin xỏ, để xin xỏ có cho mình thể đi cái là kêu là gì, tiền hối lộ. Mà hãy đưa cho một cái ông quan á, ông nhận tiền đó kêu là tiền hối lộ. Nhưng mà nếu mà đưa cho một cái người bạn của mình thì gọi là gì, biểu tặng. Nhưng mà đưa cho ông thầy hay đưa cho chùa thì gọi là cúng dường. Cũng cái bao thơ mà ba cái từ. Cho nên người ta có gặp mình, ta nói chị, tôi thấy chị tụng kinh mà không có áo tràng, tôi bố thí cho chị cái áo tràng, tôi mắc gì mà phải bố thí, tôi xin xỏ gì của chị mà chị bố thí. Dạ thưa đại chúng, chữ bố thí nó là bình thường. Bố là rộng rãi, thí là cho. Nếu mình cho ai một cách rộng rãi, không hướng mắc vật của để mình của mình cho, là bố thí chứ gì đâu. Nếu mà người ta nói chị tôi bố thí chị cái áo này phải mừng nữa. Tại sao mừng? Vì họ cho mà họ không có để ý là họ không ghi sổ. Tôi cho bà Năm nó cáo tràng nha, mai mốt mà bà Năm bà nấu cho tôi nồi mì, tôi không bận, tôi không rảnh. Cái bà đó bữa hôm tôi cho cáo tràng mới ra tôi nhờ nấu nồi mì, tôi quên. Thế nên nếu mà hôm nào mà ta chịu bố thí mừng đi, nghĩa là tao con gác luôn, quá đi luôn, không có nhớ mình ta cho làm gì. Cho nên mình nó sợ lắm đó. Con người mình đó cứ đặt một cái từ, dựng một cái chữ, rồi chúng ta khổ với từng lời, từng chữ mà do chúng ta đặt để. Ví dụ như người ta sao kêu là chết. Khi con người ngưng thở, không hoạt động, không còn nhận thức, gọi chết. Giống như là đèn hết dầu, tim nó cùng, đèn nó tắt, kêu đèn tắt, là tắt đèn. trong luận ta có ba cách để cây đèn nó tắt: do hết dầu, do tim cùng, do gió thổi. Phải không? Chúng ta cũng vậy. Tâm thức không còn, hơi thở dừng, nghiệp lực tới, gọi chết. Cái nghiệp lực nó tới, hơi thở không còn, nhận thức không còn, ba cái đó nó hợp lại kêu chết. Chứ có gì đâu. Thật ra bây giờ một để diễn tả một cái trạng thái, mà bây giờ mình tâm thức mình còn đang thở, nghiệp chưa tới mà ta có nói chết cũng chẳng có sao hết. Cho nên không có kiên cực. Nhưng mà đa số chúng ta đặt những từ ngữ để rồi chúng ta kiên cực. Cho nên thưa đại chúng, là mỗi con người chúng ta ai cũng có những cái bản chất tốt mà Phật gọi là Phật tánh. Còn những cái kia đó, đúng không, là những cái đó là do cái cảnh mà nó tạo. Cũng giống như là nhà mình, cái nhà này vốn nó trống, nhưng mà mỗi người mỗi nghiệp vô đây trưng bày nó khác. Ví dụ gia đình cô này đang ở đây, bàn ghế để vậy. Bây giờ thí dụ như vậy, cổ cho con của cổ ở, cổ còn ở đây nữa, con cổ nó vô nó sẽ set up cái nhà này theo cái kiểu cái thấy cái nghiệp cũng chu vi như đây thôi, nhưng mà mỗi người set up mỗi kiểu, phải không? Chúng ta từ ngữ nó trộn rộn có nhiều, mà mỗi người chúng ta tự sách chữ rồi tự khổ với chữ nghĩa mà mình đã sách. Cho nên sự tu hành của chúng ta ở đây là gì? Chúng ta thấy rõ nó đấy.
để chúng ta mỉm cười mỗi khi nó hiện thật. Khi người ta cần mình, ta nói ngọt lắm, ta dễ thương lắm. Mà khi ta hết cần mình, ta nói sẵn một câu để mình đi cho rồi. Và thay vì ta phải giả bộ, ta làm này kia để mình phải từ từ mình rút. Bữa nào ta buồn tình, ta nói thẳng luôn cho mình rút binh cho rồi. Cũng mình cũng đại ta cuộc đời đó vậy, cũng giống như mình thôi. Không còn duyên ở cõi đời này nữa thì mình cũng, mà mình bỏ cõi đời này không có nghĩa là hết, mà mình đi trên một con đường lộ trình khác. Và các vị ngày xưa người ta định, người ta xác định cái chỗ mà sống chết tự do đó. Sống như đất chăn bông, chết như cởi áo hạ. Trời mùa lạnh, trời mà lạnh á, đất mềm cho nó ấm. Sống cũng vậy, giống như là do nhu cầu mà cần, ví dụ cần uống nước uống, cần ăn ăn vậy. Nhưng mà đến một lúc nào đó không còn muốn ăn và muốn uống gì nữa. Thậm chí bệnh quá nó thôi cho tôi đi cho rồi, tôi mệt quá. Sống như đất chăn bông, chết như cởi áo hạ. Tới giờ đi thì cái người đó người ta cởi chiếc áo ra mà không có buồn khổ. Thưa đại chúng, chúng ta ngồi đây đến giờ phút này có người 20, 30, 40 đủ các dạng tuổi ở đây. Mà mỗi tuổi, mỗi một cái lớp tuổi, chúng ta đều đã trải qua một số kinh nghiệm của cuộc sống. Và chúng ta đã trải nghiệm hết rồi. Mà đặc biệt những vị nào đã trải qua một cơn bệnh nhất sanh thập tử thì quý vị sẽ thấy rằng sống chết nó chỉ ở một cái kẻ tóc. Mình thấy rõ ràng chết tới nơi. Và khi mà mình tỉnh trở lại rồi á, thì mình hãy nên thấy được rằng thật sự mình đã để cho ngày tháng trước kia nó đi qua một cách oan uổng. Thôi bây giờ những ngày tháng còn lại mình hãy phát tâm dũng mạnh. Chẳng hạn như bà cụ ngồi đây năm nay 90 tuổi, phải không bà? Dạ, mà quý vị thấy cái bà có phước không? 90 tuổi mà còn khỏe mạnh được. Và sáng này có bà đến chùa Phổ Hiền, bà phò ở trong chùa, năm nay 101 tuổi, sắp sửa 102 tuổi, không quên gì hết. Có bà tới chùa thấy bà còn đang ngồi tụng kinh, tụng ngồi trên ghế mở từng trang kinh tụng. Tụng xong rồi á, ngồi dậy thỉnh 3 tiếng chuông lại Phật. Xong rồi bà đi một vòng ở trên chánh điện, bổn phận của bà kéo cửa sổ ra cho nó sáng chánh điện. Có bà quan sát việc làm của bà. Rồi bà đi, bà còn nhớ đi ra cái cửa phía trước cái chỗ bàn thờ Đức Quan Âm á, dịch điện ra. Tại vì bây giờ sáng rồi không cần đèn ở chỗ đó nữa. 101 tuổi. Đó là cái phước. Cho nên mình ai trong chúng ta cũng muốn có được những cái phước đó. Mà muốn có được cái phước đó thì phải làm gì? Cái tâm mình phải rộng mở, phải buông xả, không phải vật chất không, mà những cái gì người ta nói nó đem đến cho mình đừng có để lại. Thì Phật dạy trong mình lấy lòng bố thí mà thắng keo kiệt. Chữ keo kiệt này không hẳn là đồ đạc vật chất, nhưng mà đôi khi mình chữ keo là một hình chất dính đó. Câu nào ta nói ra mình cũng dính, việc gì ta nói mình cũng dính. Khi nào mình thật sự ra mình chưa dám nói là hết dính nha, giảm dính là mình cũng thở rồi. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng ra, phải không? Chưa dám nói là bỏ thuốc, chỉ cần giảm hút thuốc thôi có phải là đỡ tốn tiền không? Cuộc sống chúng ta, cái tu của chúng ta là giảm đi. Và hãy giảm cái này thì cái khác nó tăng. Giảm cái thời gian phung phí, có thêm thời gian làm việc. Giảm đánh bài, tăng tiền. Giảm hút thuốc, bớt bệnh. Giảm uống rượu, bớt xỉn. Người xỉn thôi, nó sai, nó quấy nhiều. Cho nên cái tu của chúng ta là hãy giảm cái này thì cái khác nó lên. Giảm cái chất phàm, tăng cái gì? Tăng chất thánh. Hôm nào quý vị quý thầy đắc y đó, quý vị để ý cái lai y quý thầy nha. Cái lai y của quý thầy ra quý vị sẽ thấy nó sọc luôn.
phải không? Rồi cái sọc ngang về nó cao chỗ này thấp, cái đó ta kêu là, ví dụ như ta nói cái y này được cắt rộng theo một miếng rượu, hai ngắn một dài, hay là hai dài một ngắn. Tại sao ngắn dài? Cái ngắn là tượng trưng cho giảm cái phàm, cái cao là tượng trưng cho tăng cái thánh. Đó. Trên cái lá y nó nói vậy đó. Cái lá y mình nó nói lên cái ý nghĩa là giảm cái phàm tăng cái thánh. Và bây giờ trong tất cả chúng ta, ai cũng luôn luôn đó, Phật dạy mình cố gắng mình sống thật. Chữ thật đây là gì? Sống với lẽ thật. Bệnh biết mình bệnh, giận biết mình giận. Và thậm chí ta hỏi anh có giận không? Dạ tôi đang giận. Nếu mình nói mình không giận thì ta không biết, thì ta có thể ta tiếp tục ta làm, mình lại bực thêm. Mà cái kiểu của mình là hay tự ái, nó bắt được cái phải hiểu không? Pháp Hòa gặp nhiều cái cặp gia đình lên, ông chồng nói trời ơi, bà vợ con muốn mà vợ con nói, cái cổ nói anh phải hiểu. Trời ơi, em không nói sao anh hiểu? Trong cuộc sống chúng ta là đôi khi chúng ta cứ không bao giờ muốn nói cái điều mình muốn, mà cứ bắt người ta phải hiểu mình. Khổ không? Mà bữa nào mà người khác hiểu lầm mình vậy đó, mình nói sao chịu nói. Mình muốn đa phần cái thiện, cái tốt nó phải vậy. Trong cuộc sống mà đôi khi mình cũng lỡ lầm vậy đó, rồi mình cũng nói sao chịu nói, tôi không biết, phải không? Mà khi mà người khác đối với mình vậy thì nói không, tôi muốn nói, tự người đó phải hiểu. Nếu mà người ta hiểu hết, ta là thánh cho tao phải phạt. Bây giờ mình muốn ta làm thánh thì phải từ từ cho ta hiểu. Cho nên quý vị thấy không, Phật nói pháp từ thấp tới cao, từ ít tới nhiều. Thậm chí có những bài pháp Phật nói có hai câu. Có một hôm Phật ngồi thiền, Phật nhìn xuống cái hồ sen. Phật nhìn xuống hồ sen thì Phật thấy là có những cái sen nó còn nằm dưới bùn, có những sen nó lúa ra khỏi mặt nước nó bút, có những cái sen nó cao cao được chút nó hé hé, có những cái sen nó cao lên nó mở rộ. Phật mới nói ồ, thì ra trình độ của chúng sanh cũng giống như sen. Tất cả đều là sen, nhưng có điều là sen còn dưới bùn, sen mới chồi lên mặt nước, sen hé và sen mở. Tất cả chúng ta đều là con người bình đẳng, tánh giác bình đẳng đó. Nhưng mà có những người chưa phát hiện như sen dưới bùn, có những người mới biết chút chút, có những người biết khá khá, và có những người biết thiệt nhiều. Và người nào cũng cần được độ. Cho nên Phật không có tin, Phật không tin. Cho nên mình phải thấy cái thật ở đây là gì. Chúng ta phải nhận ra mọi sự vật trong đời này. Thân này là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức hợp lại. Ngũ uẩn sắc là sắc thân này, tóc răng móng xương là sắc. Bên cạnh cái sắc nó có cái thọ là cảm thọ, nóng lạnh vui buồn giận ghét là thọ. Bên cạnh cái thọ nó có tưởng, à, tôi tưởng ngoài kia, tôi tưởng thế này, tôi tưởng thế kia. Hành là gì? Là sự vận chuyển, vận hành liên tục. Thức là phân biệt. Pháp Hòa ngồi đây, nãy giờ Pháp Hòa chưa nếm ly này, cho nên Pháp Hòa đón chắc trà. Nhưng mà quý vị ngồi và kêu quý vị nhìn, chắc nước táo, chắc nước lạnh, chắc nước nóng. Mình nhìn cái mình tưởng và mình nhận thức rồi mình phân biệt. Vậy bây giờ Pháp Hòa cầm ly nước này lên, Pháp Hòa uống, cái Pháp Hòa nhăn mặt cái dưới mình. Ủa không lẽ chua sao ta? Ủa không lẽ ngọt, không lẽ đắng? Chỉ cần thấy nhăn mặt cái thôi bắt đầu đó. À, cho nên quý vị nhớ cái hình ảnh Đức Phật dơ cái bông sen ở trong pháp hội không? Quý vị có thấy cái tượng đó không? Có một lần Phật đang ngồi giữa đại chúng, Phật cầm hoa sen, Phật mỉm cười. Thì Ngài Ca Diếp cũng mỉm cười. Đại chúng dưới này ngồi ngơ ngác hết, quá sát rồi.
What's going on? Chuyện gì vậy? Đến cuối cùng chỉ có Phật với Ngài Ca Diếp hiểu ý nhau. Có gì đâu lạ, Phật thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy hoa đẹp cũng mỉm cười. Có gì đâu phải thắc mắc. Nhưng mà đa số chúng ta không sống cái bình thường được. Quý thầy thấy không? Đa số chúng ta ít sống với cái bình thường. Chúng ta luôn luôn nghĩ là mình thông minh, nghĩ là mình là người hồng hậu chữ cao. Tôi nhìn là tôi biết liền. Vậy thấy tôi hay không? Con rùi, cái con rùi đực nó bay quá. Trời ơi, nó cái đứa này hả? Nó đi ngang tôi là biết rồi, thằng này cũng được rồi. Luôn luôn là lúc nào mình cũng biểu lộ mình là cái người thông thái. Nhưng mà thật sự ra cái đó chỉ là cái thức của mình thôi. Cái tâm thức phân biệt nhận lầm, lầm tưởng của mình. Có nhiều khi cái người mình thấy thiệt là xấu, cuối cùng người đó làm ra triền từ. Quý vị coi phim Tàu đó không? Đầu phim vô trời thấy trông nó ác dễ sợ luôn. Cuối cùng thì ra ông này là người tốt. Mà cái người tốt từ đầu phim luôn luôn là quân tử, từ đầu phim tới cuối cùng thì ra là cái người xấu. Thành thử ra mình mới thấy cái đó chỉ nói lên là cái ý nghĩa là chúng ta luôn luôn sống với thọ tưởng hành, rồi cộng thêm cái sắc này nữa, năm cái gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà cái chân thật của cuộc đời này ngũ uẩn thì dài gì? Ngũ uẩn dài không? Cái tưởng cái gì nó cũng là không. Chỉ chữ không này không phải là không có à. Cái chữ không này nghĩa là không thật có. Nó có hết nhưng mà không có thật, tạm hết. Phải hiểu vậy cái thiệt. Khi mình hiểu được vậy thì tâm mình sao? Tự tại nhẹ nhàng vô cùng. Có nhiều khi một nhạc sĩ ta viết có một câu hát mà nếu mình suy nghĩ thâm sâu, thật là một câu thiền luận. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Câu trả lời sao? Ai nhớ cái bài hát đó không? Để gió uống cho đi. Dù rằng gió rồi cuốn trôi đi tất cả, nhưng mà không thể không có. Tại vì nó có chỉ để ứng xử trong cuộc đời này thôi. Thưa thầy, thì giảng một câu là ai mua chăn tôi bán chăn cho thì nghĩa là sao vậy? Ôi giời. Cái câu này còn nếu một cô trẻ mà hỏi thì được đấy nhá. Nhưng mà cụ phải nói cho con gái thì thôi. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một cái câu kinh. Trong kinh Phật có một cái bài kinh, trong kinh Phật có một câu: lấy sự bình an thắng giận dữ, lấy lòng tốt thắng hung ác, lấy lòng bố thí thắng keo kiệt, lấy sự thật thắng giả dối. Đây là bốn cái điều mà chúng ta có thể thắng được những cái hiện tượng như là giận dữ, hung ác, keo kiệt, giả dối trong đời. Thật sự chúng ta đều có cái đó. Nhưng mà khi chúng ta nhận có cái đó, để rồi chúng ta làm gì? Chúng ta có cái phương pháp. Chúng ta có cái phương pháp đối trị. Chúng ta có cái phương pháp để chúng ta giúp nó giảm và nằm yên. Các bậc Bồ Tát cũng giống như chúng ta, cũng là những bậc hữu tình. Nhưng các ngài sống với cái giác, cho nên các ngài gọi là hữu tình giác. Rồi các ngài không an hưởng cái giác đó, mà lấy cái sự hiểu của mình, cái sự giác ngộ của mình để tiếp tục nâng đỡ, giúp đỡ cho những hữu tình khác. Cho nên gọi là giác hữu tình. Đó, định nghĩa của chữ Bồ Tát đó. Bồ Tát được định nghĩa là hữu tình giác. Rồi ngược lại, giác hữu tình. Đó là nghĩa của chữ Bồ Tát. Mà Bồ Tát như vậy mãi mãi hoài hoài thì gọi là Ma Ha Tát.
Quý vị hay đọc câu đó không? Chữ làm gì cũng Mahatát. Chữ Maha là Mahatát là rộng lớn. Tiếng Anh dịch là great, perfect, completely hay là fully. Cái gì mà nó đến cái chỗ viên mãn của nó. Nhiều khi mình cũng là Bồ Tát đó, nhưng mà mình Bồ Tát có lúc trời ơi tôi định giúp nó đó, mà nó thấy ghét mà tôi bỏ luôn. Tôi định giúp nó, chưa kịp giúp nữa mà thấy ghét là bỏ rồi, chứ chưa đó là tôi đang giúp nữa. Quý vị thấy không? Cho nên đó mình đó cũng mình nhiều khi mình muốn làm Bồ Tát mà không bao giờ làm được đó, tại vì tôi thấy ghét tôi bỏ. Hay là tôi đang giúp nó đó chứ, đang làm nửa đường nữa chứ, mà nó mà dễ thương với tôi, nó đang hết của tôi. Nhưng mà thấy ghét quá, đồng tôi không chọn. Cho nên mình chưa phải là Ma Ha Tát. Sao mình niệm ba Bồ Tát, niệm ba câu rồi cái Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, làm gì là cũng Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha Tát là đến cái chỗ khi nào mình rốt ráo viên mãn đều đặn như vậy. Thôi thì Pháp Hòa xin dừng ở đây qua cái lời trích ở trong kinh 4 câu để chia sẻ với đại chúng. Bây giờ là 8:15 rồi, chúng ta có 15 phút để đại chúng có câu hỏi gì đó liên hệ đến sự tu tập của mình, xin đại chúng có thể nêu lên. Nếu quý vị không có ngại thì quý vị có thể nêu lên, và nếu có quà biết thì quà xin chia sẻ với đại chúng như là không. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi lại, hồi nãy 4 câu mà thầy đọc đó, con ghi được có 2 câu rồi thầy. Là, lấy sự bình an thắng giận dữ, lấy lòng bố thí mà thắng keo kiệt, bằng 2 câu kia thầy có thể nhắc lại. Lấy lòng tốt thắng hung ác, lấy sự thật thắng giả dối. Dạ, thắng rồi. Có ai có trong khi mình tụng kinh hay mình đọc sách tu học có cái gì mình không hiểu thì có thể nêu lên để đại chúng cùng học hiểu với mình luôn. Thưa thầy, thì dạy chúng con là có 5 điều nên theo, 4 điều cuối cùng con theo thì trước tinh giản rồi, nhưng cái điều đầu tiên nó con theo không được, đầu tiên con chích kia rồi kia nó còn còn biết. Quý vị nghe câu hỏi của bà không? Trong năm giới sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối rượu chè đó, 4 giới bà giữ được, có cái giới 1 là bà giữ chưa được, đó là bà còn dí kiến. Tại vì sao bà dí kiến? Tại vì nó đi vô nhà mình hay sao? Nó đốt ở đâu? Rồi đâu cho nó đốt. Đó, mình mượn hơn nó, mình nhanh hơn nó tới mình chạy đi chứ còn yên cho nó đốt. Thật sự ra cái câu hỏi cũng hay lắm, tức là nó không phải cái vấn đề kiếm không, mà chúng ta có thể bỏ được cái sát sanh lớn chẳng hạn như giết người hay là giết trâu, giết bò gì đó, nhưng mà chúng ta chắc có lẽ cũng còn giết kiến, giết gián, giết ruồi, giết mũi. Phải không? Câu hỏi chung chung đi. Thưa đại chúng như thế này, thật sự ra trong cái giới sắc sanh đó, nó cũng có từng bậc. Mình chưa phải là cái người có thể tiến tu một cách vững vàng, đi đến là rốt ráo, thì mình tránh những con vật lớn trước, rồi từ từ đến những con vật nhỏ. Nhưng nếu mình thấy cái nào mà thực sự không rơi vào cái hoàn cảnh buộc mình phải giết nó, thì mình có thể tìm một cách khác. Ví dụ con kiến, con giá, nó đi vào trong nhà mình, nếu quý vị đem cả cái tình thương chân thật mình nói với họ, họ đi, họ đi đó chứ không phải không đâu. Mình nói với mình
Bà tin có hòa đi nó sẽ đi. Thí dụ như thế này, ví dụ như là bất cứ là người nói tiếng Việt, nhưng mà tất cả ngôn ngữ nó đều xuất phát từ tâm hết. Ví dụ bây giờ cái cô đó người Miên, Pháp Hòa thấy cô khóc, Pháp Hòa không biết nói tiếng Miên, nhưng Pháp Hòa đến đó, Pháp Hòa biểu lộ cái tình cảm an ủi cổ bằng cái tấm lòng của mình, và thậm chí Pháp Hòa nói tiếng Việt luôn: thôi đừng có khóc nữa cô, cậu qua lấy giấy qua chậm mắt cổ hiểu của bà, nói là đừng khóc nữa. Tại vì cái chữ đó, cái chữ nghĩa là nó xuất phát từ cái nguồn tâm. Và cái hành động của bao nhiêu người thấy người ta khóc mà lại chậm nước mắt là giống nhau hết à. Cho nên con vật á, nó không nghe được tiếng người, đó là tại mình nghĩ thôi. Nhưng nếu mình truyền tải tiếng, cái tiếng của con người qua cái nguồn tâm của mình, nó cảm được. Đây là một sự thật, một đạo hữu, một người đạo Chúa mới nói qua nghe. Có một hôm đó, không lâu đâu mà mới đi giảng đây, ông lên ông cảm ơn. Ông nói là tôi đạo Chúa, nhưng mà tình cờ tôi nghe một cái băng của thầy, và thầy có nói là các Bồ Tát giáng. Tôi không có muốn giết quý vị. Quý vị từ đâu đến thì quý vị hãy từ nơi đó mà ra, đây không phải là nơi cư trú của quý vị. Và tôi nghe thầy giảng vậy đó, thầy biểu là phải khuyên giảng vậy, tôi cũng nghe tôi nói yên vậy. Mà sao nó hay ha, nó đi. Và thử ra thưa bác là không phải là một người đâu, nhiều vị đã từng kể cho Hoàng nghe. Có một cô ở San Jose, cổ bài cho Hoàng nó cũng nói thầy ở Cali kiến nhiều lắm. Con chia sẻ với thầy để mai mốt thầy đi Cali ai hỏi thầy nói nha. Muốn kiếm đừng vô nhà mình, nó lấy cục đường để ngoài gốc cây xa xa, nó đi theo ra đó thở. Thật sự ra mình giết con kiến có, nó có la hét mà, và có tù không có. Nhưng mà mình tổn thương cái lòng từ của mình, là nó là một con vật nhỏ so với con người của mình à, mà mình cũng không tha được cho nó, thì mình tổn cái lòng từ của mình thế thôi. Chứ còn trên pháp được hiện thành là không có tội lỗi gì, không có ai bắt tội mình. Nhưng mà cái tội đây là mình nhìn vô mình thấy ồ, tại sao giữa một cái con như vậy với mình đâu có lại gì mà mình lại đập nó. Chẳng hạn như con ruồi cũng vậy, ví dụ như nó xà vô thức ăn, mình lấy cái tay mình vớt về nó đi, nhưng mà tại vì mình cứ bực bội là nó cứ xà hoài là mình mỏi tay. Nhưng mà mình quên một điều là trong cuộc đời có những cái người ta đuổi mình cũng cứ xà vô hoài, mà có ai đập mình đâu, có không? Ta nói I don't love you anymore, mà mình cứ xác vô hoài đó. Người ta biểu mình biết bây giờ thôi, mà mình cứ nghèo nhau cái mọi việc, có ai đập mình đâu. Trong cuộc đời của chúng ta là đôi khi chúng ta cũng y chang cho con ruồi vậy, mà mình không bao giờ. Và thậm chí mình có thể mình mắng con giò, mình nói giò ơi sao mày dại quá, mày biết cái chỗ này nó hôi nó dơ. Nhưng mà chư thiên cái nghiệp phước của họ nó cao hơn mình, có họ nhìn cái con người mình bám vô những cái danh lợi tiền của gì mà nó giống như là con giò đang bám đó, họ khuyên mình cũng có nghe đó. Mà bây giờ thưa lại chúng, có nhiều khi mình thấy con mình, cháu mình nó đi lầm đường lạc lối, mình nói nó có nghe đâu, vì nó đang mê. Và thưa lại chúng, hễ cái mê thì chẳng phải là tỉnh, mà đã tỉnh thì không gọi là mê. Cho nên hễ còn mê là phàm phu, mà tỉnh là thánh. Thôi thì bây giờ giống như Pháp Hòa thưa lại, cái con kiến đó cứ nghĩ nó với mình lớn hơn nó, ăn hiếp nó làm chi. Vừa rồi có một bác hỏi Pháp Hòa câu bên Texas, hỏi thầy ơi, đem cho mà rải xuống biển rủi con cá con tôm nó ăn thì sao? Ý muốn nói là lỡ cá tôm nó ăn nhầm cái xương cốt của con người rồi mình ăn vô vẫn có bệnh không? Ý nổi vậy đó. Pháp Hòa mới nói nó không ăn xương cốt mình mà nó ăn mấy con khác đó. Để nó sống rồi mình cũng ăn có sao đâu. Rồi sao mình không hỏi mình nè,
hàng ngày mình ăn bái biết bao nhiêu con vô trong này để mình nuôi mình sống, sao mình không hỏi mình có sao không? Mà thí dụ như bây giờ hôm nào mình lỡ mà rải xuống đó mà nó có ăn, sao mình không nói bây giờ tới phiên kiến ăn cá, tại bình thường thì cá ăn kiến, thấy không? Và thứ này chúng nó có ăn cũng chẳng sao. Thì ở đây cũng vậy thôi, thì mình hồi nãy có quà thưa đó, Phật dạy lấy cái này để thắng cái khác. Gia đình mình đang an ổn mà bây giờ tại sao có chuyện, hãy lấy cái giây phút bình an đó để thắng cái giận dữ này. Ủa, có những lúc lòng mình bố thí rộng rãi lắm mà sao hôm nay mình lại kêu kiến một chút này đây. Lấy cái lúc mình đang phát lòng bố thí đó thắng một chút xíu này. Có những lúc đó tâm mình độ lượng lắm mà sao mà hôm nay mình lại nhỏ nhất như thế này, lấy cái nói thắng. Rồi có những lúc tâm mình bình an, mình cười vui, mình nói những cái lời thật là dễ thương, tại sao hôm nay mình giận dữ mình nói như vậy? Lấy những cái hình ảnh đó để nó thắng đi những cái hình ảnh này. Cũng giống như á, người ta muốn thương ai đó, tâm bây giờ phải nhớ những cái hình ảnh dễ ghét của người đó, tập nhớ cái dễ thương. Ngày sau lại Phật dạy, nếu gặp ai nói không dễ thương mà hành động họ dễ thương, đừng để ý tới lời nói họ mà hãy thương hành động của họ. Người có trí phải nên quán như thế. Lỡ gặp ai đó hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương thì hãy thương lời nói và đừng để tâm hành động. Nếu gặp ai đó lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương mà trong tâm tư của họ có dễ thương thì hãy thương tâm tư dễ thương của họ, đừng quan trọng hành động của họ. Sao biết được tâm tư của họ? Biểu lộ. Họ biểu lộ, có đôi khi họ cũng biểu lộ cái dễ thương của họ. Thì đại khái là Đức Phật chỉ nói rằng chúng ta khó mà gọi là 100% thuần túy lúc nào cũng an tĩnh. Thì những lúc nào khởi lên cái bất thiện, cái không lành thì hãy nhớ những cái giây phút thiện lành đó để nó có thể an ổn lên. Ví dụ như cái đứa cháu của mình sau giờ nó không có còn dễ thương như ngày xưa, nhưng mà mình luôn luôn mình nói hồi nhỏ nó dễ thương lắm đó, mình cứ lấy cái hồi nhỏ dễ thương nó mà mình cứ bao bọc nó tới giờ phút này. Dạ thưa thầy, mình chặt cái cây thì sao thầy? Cây gì cô? Dạ cây gì, ví dụ như cây cổ thụ hay là cây cỏ, cây hoa gì cùng dày đi rồi nó có cái sự sống của nó thì sao thầy? Nó mang tội không? À, câu hỏi là nếu mình chặt cái cây có tội không? Thật sự ra ăn chay hàng ngày cũng có tội đó. Mình ăn câu rau còn cỏ ta đang tốt mình khát xuống không? Nhưng mà giữa con vật với cọng rau, con người là phải có sự sống. Thì bây giờ trong cái tương đối, thế giới là thế giới tương đối chứ không phải thế giới tuyệt đối, thì thôi mình hãy lấy cái gì tương đối khả dĩ để mình duy trì một cái gì đó. Thì giữa xác giết một con vật và giết cọng rau thì mình có lỗi với cọng rau, nhưng mà so cọng rau với lại con vật, con vật nói lại, một em nhỏ nó trả lời với bạn nó mới có 5-6 tuổi thôi mà nó đi học mà nó ăn chay trường, cả gia đình nó ăn chay trường đó, thì bạn nó mới hỏi là tại sao mày không ăn gà ăn vịt mà mày lại ăn đậu hũ ăn cay ăn cây ăn cỏ. Nó nói tại nó muốn giết. Thì bạn nó mới nói, nhưng mà ăn cây cỏ nó cũng giết vậy, mình cây ta đang sống mày cắt á. Nó nói á, nhưng mà con gà mày cắt rồi á, cái đầu nó không mọc lại được, mà cộng ra mày cắt rồi mọc lên lại được. Một cái đứa nhỏ mới 5-6 tuổi mà nó trả lời như vậy đó. Thì bây giờ nói về cái cây cổ thụ. Thường thường á, ông bà chúng ta thường dạy á, là mình đến đâu mình phải xin phép đó. Bây giờ mình không biết là trong cây đó có ông thần thánh này ai ở mình không biết, nhưng mà thật sự một lời xin phép nó vẫn làm, nó không có tội, nó cũng mất mát gì hết, nhưng mà nó sẽ làm cho mình an ổn hơn. Trước khi quý vị chặt cây cổ thụ, quý vị ra, quý vị đứng, quý vị thấn,
con xin báo cho tất cả chư thần hay những vị nào nương gá vào cái cây này, và thậm chí cái cây cổ thụ này, trong 3 ngày nữa, tuần nữa tôi xin đốn, tại vì cái cây này nó gây ảnh hưởng không tốt cho môi trường cái gì đó, ví dụ vậy, xin phép. Thật sự ra cái đó có nhiều khi người ta sẽ nói, ôi cái đó gì, thật sự không có gì mê tín, chẳng qua là một cái lời chào hỏi, một cái lời tươi gửi, không mất mát gì hết, nhưng mà nó sẽ nói lên được cái tình người đối với cỏ cây. Khi nó cao to, nó đã bao nhiêu ngày che mưa che nắng, bây giờ mình muốn chặt nó xuống, mình xin phép nó, mình nói cho nó một tiếng, có đâu có sao đâu, giữa con người với thiên nhiên. Và thưa đại chúng, nếu đại chúng nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng chúng ta với thiên nhiên là một. Thí dụ như mình đốn cây nhiều quá thì mình không còn đủ cái tháng khí, và khi trời mưa thì sẽ ngập lụt. Nếu chúng ta thả nhiều cái môi, nhiều cái pollution, chẳng hạn như xài dễ giấy, ly giấy, đốt nhiều quá thì nó sẽ làm ô nhiễm môi trường. Và khi môi trường này nó bị ô nhiễm thì ai hít thở cái môi trường đó thì cũng là mình. Như vậy rõ ràng môi trường ô nhiễm là do con người. Ngày nay trái đất chúng ta đi đến cái bệ rạc như vậy do ai? Không phải ông trời, ông Phật là mà do chính con người của chúng ta. Do chính con người chúng ta đã ăn uống, đã tiêu thụ, đã vì nghĩa là những cái sự mà gọi là phát minh để mà cung ứng cho cái nhu cầu của con người chúng ta nó quá lớn, và chúng ta quên bảo vệ thiên nhiên. Thì khi thiên nhiên quên bảo vệ thì con người mình sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cũng như thế, bây giờ mình dọn vô cái nhà mình ở, mình đem một cái bình hoa, một dĩa trái cây, mình vô mình thưa, hôm nay gia đình chúng con mới mua được cái nơi chốn này và xin chính thức dọn vào đây ở, xin phép được trình cho quý vị thần đất, thần hoàng bốn cảnh ở đây để chúng con được vào đây ở có an ổn. Đâu có bất mát gì đâu, một cái lời hứa hỏi mà mình an ổn vô cùng, là tại vì mình cảm nhận được rằng mình đã có xin. Thưa đại chúng, mình nói một cái tâm lý nhỏ. Hồi nhỏ mình thấy ba mẹ để 2-3 đồng trên tủ, có thể ba mẹ quên, trời ơi mình lấy lén 2-3 đồng mình sợ muốn chết. Mà bữa nào mà ba mẹ chỉ cần luôn luôn là mình tin mình đánh một địch, mình không biết là 2-3 đồng có chắc bị phát giác rồi sao, là bắt đầu mình chối quanh chối co, đúng không? Nhưng mà nếu mình xin mẹ ơi con xin 2 đồng này được không, mẹ cho một cái rồi là thôi mình sẽ thoải mái và không sợ. Đó là tâm lý đó. Một cái việc làm nhỏ mà nếu chúng ta làm bằng chúng ta ý thức cái này là không đúng thì tự nhiên bao nhiêu cái sợ. Đó bây giờ tâm lý gần đây thôi, bữa nào mà đi đến một khu vực nào mà người ta không cho chạy nhanh mà mình chạy nhanh thôi, mình thấy nó flash đèn liên tục và trời hồi hộp lắm, check thùng thơ hoài này. Không biết không, trong cái số đèn chụp đó có cái tiết kịch nào của mình. Tức là khi mình làm một cái gì không đúng thì luôn luôn trong lòng mình nó có cái sự bất an. Thì chặt cây, đốn những cây cổ thụ, quý vị nên thương. Bây giờ có quà thưa đại chúng là ở Việt Nam mình có một vị tổ, ngài hiệu của ngài là Giác Nhiên, ngài ngoài Huế, ngài là đệ nhị tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì sau này đọc cái lịch sử của ngài thì các vị có kể là một câu chuyện. Có một ngày đó phía sau chùa có những cái cây mà nó cũ, nó mục lâu ngày rồi, thì các thầy định đốn cái cây đó đi. Thì vô xin thưa với ngài đi đốn, ngài mới nói khoan, các thầy cho tôi 3 ngày sau các thầy nó đốn. Thì ngài đi ra, ngài đứng ở ngoài gốc cây đó, ngài lâm râm, ngài nói gì không biết. Thì 3 ngày sau chặt, thì sau hỏi ngài thì ngài mới nói rằng các thầy mới phát hiện rằng ở trong cây cổ thụ lâu năm mà nó mục đó, nó có kiến, nó có nhiều cái con vật, con bọ, con những câu này con kia sống ở trong cái cây đó. Ngài đi ra, ngài báo cho các vị nó biết rằng cây này sẽ được chặt xuống, các vị nên tìm nhà đi lên cây.
đó là ngày lễ gì. Ở Mỹ này có một ngôi chùa mua một miếng đất, thì trên miếng đất nó có một căn nhà cũ. Thì hôm đó cái ban trị sự chùa định dịch sạch cái nhà xuống để cất chùa. Thì họp bàn xong mà không quên thông báo cho hòa thượng chủ trì. Thì sáng hôm đó ngài nghe quý vị vô báo thì ngài mới nhớ là giấc chiêm bao của ngài là vào đêm hôm. Ngài thấy có rất đông người đến xin cúng. Thì ngài mới nói, ngài không biết là cái gì nhưng mà ngài nói tôi văn khoan đi, để tôi ra tôi cúng vào cái chỗ đó cho nó. Thì ngài ra ngài cúng, ngài khấn thì cũng giống vậy, ngài nói là sắp sửa cất chùa ở đây. Thôi các vị mà nếu ở lòng đất, ở dưới căn nhà này, xung quanh căn nhà này kiếm mọt mối gì đó, tất cả những vị nương giá ở đây, các vị nên tìm chỗ để quý vị ẩn cư. Thì đây sẽ phá xuống mặt đất. Thì quý vị biết khi phá cái chùa rồi dỡ cái đó, ở dưới đó là nguyên một cái ổ mối thật là lớn. Những cái điều đó chúng ta có quyền không tin. Nhưng mà thưa đại chúng, không có nghĩa là cái gì chúng ta không thấy là không có. Chẳng qua con mắt limits, giới hạn của chúng ta, có những cái chúng ta không thấy. Cái hiểu biết của chúng ta có đôi khi chúng ta thấy biết không tận. Quý vị có tin thế này hay là không tin, nó không hề bị ảnh hưởng gì đến giáo lý của đạo Phật. Nhưng mà Đức Phật là cái người thấy biết những cái điều mà con người chúng ta chưa thấy. Đức Phật nói cho chúng ta nghe, tin không tin đó là quyền của mình. Giáo lý của đạo Phật mục đích là tu để giải thoát. Còn những cái khác Đức Phật nói là để cho chúng ta thêm cái hiểu biết của mình. Cái quan trọng là chúng ta tu tập để giải thoát. Còn những việc khác, chúng ta cứ nghĩ rằng có những cái chúng ta chưa thấy, chưa biết, chưa nghe, nhưng không có nghĩa là nó không có. Thôi thì chúng ta làm được cái gì trong khả năng của mình cũng chẳng mất mát là bao. Một tiếng thưa gửi chào hỏi thì dẫn hơn. Mình tới hàng xóm ở, gặp cái ông hàng xóm kế bên, nếu mình chào hỏi, mình làm quen được họ cũng là cái điều tốt. Lỡ mai chiều mình có đi đâu, họ cũng dòm ngó nhà được mình. Ngọc tới mà mình không có cần biết ai hết thì họ cũng sẽ không quan tâm tới mình. Thì đại khái là như vậy. Bao nhiêu biết theo kinh nghiệm đó qua, thì mình cứ làm cây cổ thụ muốn đốt được, nhưng mà ra xin tiếng, ra xin phép thì mình an ổn hơn. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là cảm ơn trước hết là gia chủ hôm nay đã để hết tâm tư và công sức cùng với quý Phật tử khác để tạo nên một cái cơ duyên như thế này cho tất cả chúng ta. Thì thưa đại chúng, tất cả chúng ta được gặp nhau đều là những cái duyên hết. Nhưng mà quả thật đây là một duyên lành, gặp nhau trong cái đạo tình, rồi ngồi lại với nhau trong đạo tình. Và chúng ta đã nếm được cái đạo vị, tức là cái đạo tình này nó tỏa ra được cái hương vị Phật Pháp để cho tất cả chúng ta cùng thưởng với nhau. Và xin hãy nuôi dưỡng cái hương vị đạo tình này mãi mãi, để rồi mai kia mốt nọ chúng ta lại còn đủ duyên chúng ta gặp nhau. Duyên lành mà nuôi hoài thì nó tiếp diễn, mà chúng ta cắt đứt thì nó không còn. Thì Pháp Hòa rất cảm ơn đại chúng đã dành nhiều cái ưu ái cho Pháp Hòa trong thời gian qua, đặc biệt là chiều hôm nay. Mặc dù là ngày thường quý vị phải đi làm hoặc là không được nghỉ ngơi, mà còn sắp xếp được như thế này quá là thật là quý quá. Tôi xin cảm nhận công đức của tất cả đại chúng, và xin nguyện tất cả quý vị luôn được khỏe mạnh, an vui, tối ngày ngủ ngon. Và nếu đủ duyên, ngày mai chúng ta sẽ gặp ở chùa Văn Thù trong một ngày tu học. Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng. Xin hồi hướng trước khi chúng ta sang những cái phần khác nha. Nguyện đem công đức